Chào các em. Tiết trước, cô và các em đã cùng nhau tìm hiểu xong bài quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác, tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng. Hôm nay, cô sẽ kiểm tra bài cũ. Công dân có nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác như thế nào? Không được xâm phạm tài sản của cá nhân, của tập thể, nhà nước, nhặt được của rơi trả lại người mất. Khi vay, nợ phải trả đúng hẹn, đầy đủ. Khi mượn, phải giữ gìn cẩn thận, sử dụng xong phải trả, nếu hư hỏng phải sửa chữa và bồi thường. Các em hãy trình bày nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. Không được xâm phạm lấn chiếm tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. Khi được nhà nước giao sử dụng, quản lý thì phải bảo quản, giữ gìn, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả, không tham ô lãng phí. Các em sẽ làm gì khi gặp những tình huống sau? Làm bài kiểm tra đúng mà bị điểm kém, bị kỷ luật không rõ lý do, thấy bạn trốn học đi chơi điện tử, thấy bạn cùng lớp lục cặp lấy trộm đồ của bạn, các em sẽ làm gì trong các tình huống sau? Thứ nhất, làm bài kiểm tra đúng mà bị điểm kém thì chúng ta sẽ làm đơn phúc khảo. Nào, để thầy cô chấm lại bài. Thứ hai, tình huống thứ hai là bị kỷ luật không rõ lý do thì chúng ta sẽ làm đơn khiếu nại lên ban giám hiệu nhà trường. Tình huống thứ ba là thấy bạn trốn học đi chơi điện tử thì chúng ta sẽ báo cho thầy cô, cha mẹ của bạn đó biết bạn đã trốn học đi chơi điện tử. Tình huống thứ tư là thấy bạn cùng lớp lục cặp lấy trộm đồ của bạn thì chúng ta sẽ báo cho thầy cô chủ nhiệm, thầy cô bộ môn, cô tổng phụ trách và cha mẹ biết để kịp thời can ngăn. Tất cả những cái việc làm đó nó đều thể hiện quyền khiếu nại tố cáo của công dân. Vậy quyền khiếu nại tố cáo của công dân là gì? Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu. Tiết 23, bài 18, quyền khiếu nại tố cáo của công dân. Các em lấy vở ra để chúng ta ghi bài. Tiết 23, bài 18, quyền khiếu nại tố cáo của công dân. Khi các tình huống dưới đây xảy ra, theo em nên xử lý như thế nào? Tình huống 1. Em nghi ngờ một địa điểm là nơi buôn bán tiêm chích ma túy. Tình huống 2. Em biết người lấy cắp xe đạp của bạn An cùng lớp. Tình huống 3, anh H bị giám đốc cho thôi việc mà không nêu rõ lý do. Các em suy nghĩ và xử lý tình huống cho cô. Các em hãy theo dõi lên màn hình và xem cái kết quả của các em xử lý xem có giống của cô không nhé. Ở tình huống thứ nhất, chúng ta sẽ báo cho cơ quan chức năng để họ theo dõi và xử lý. Ở tình huống thứ hai, chúng ta có thể báo cho nhà trường hoặc cơ quan công an để họ xử lý theo pháp luật. Ở tình huống thứ ba, anh H có thể khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của mình. Vậy, trong ba tình huống trên, tình huống nào thực hiện quyền khiếu nại, tình huống nào thực hiện quyền tố cáo? Tình huống 1 là tố cáo.
Tình huống 2 là tố cáo. Tình huống 3 là khiếu nại. Qua 3 tình huống trên, em rút ra được bài học gì? Khi biết được cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước vi phạm pháp luật, làm thiệt hại đến lợi ích của mình hoặc nhà nước, thì chúng ta phải khiếu nại hoặc tố cáo để bảo vệ lợi ích cho mình và tránh thiệt hại cho xã hội. Vậy các em hãy cho cô biết thế nào là quyền khiếu nại. Là quyền của công dân đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại các quyết định, hành vi hoặc quyết định kỷ luật khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó trái sắc pháp luật, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của mình. Các em ghi bài vào vở cho cô. Một số trường hợp sử dụng quyền khiếu nại này. Thứ nhất, khi bị cơ quan kỷ luật oan, khi không được nâng lương đúng kỳ hạn, khi không được bố trí việc làm đúng hợp đồng lao động đã ký, thì chúng ta sẽ dùng quyền khiếu nại của mình để khiếu nại lên những cái cơ quan chức năng có thẩm quyền đòi lại quyền lợi cho mình. Khi chúng ta gặp những cái hình ảnh như thế này, thì chúng ta sẽ dùng quyền gì của mình nào? Thứ nhất là đua xe trái phép. Thứ hai là cảnh nữ sinh đánh nhau. Khi chúng ta thấy một nhóm thanh niên tổ chức đua xe trái phép thì chúng ta sẽ đến đồn công an báo cho công an biết. Hay là thấy các bạn học sinh đánh nhau thì chúng ta sẽ báo cho thầy cô, cha mẹ, người lớn hoặc là công an nơi gần nhất biết để kịp thời can ngăn. Cô có bài tập sau. Trong các hành vi sau, hành vi nào cần tố cáo? A. Tự ý chặt phá rừng của nhà nước lấy gỗ bán. B. Cô giáo chủ nhiệm tự ý đuổi học bạn nam. C. Phát hiện ra ông A buôn bán chất nổ, pháo nổ. D. Ông Hoàng lấy tiền ủng hộ người nghèo sử dụng vào mục đích cá nhân. E. Hiện tượng đánh bạc ở địa phương. F. Bạn A muốn được phúc khảo lại bài thi. Các em làm bài tập cho cô. Và bây giờ các em theo dõi lên màn hình xem là cái đáp án của các em có giống kết quả của cô hay không. A, C, D. Vậy các em hãy cho cô biết quyền tố cáo của công dân là gì? Là quyền của công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về một vụ việc vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của công dân. Các em ghi bài vào vở. Các em hãy cho cô biết công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo bằng hình thức nào? Chúng ta thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo bằng hai hình thức. Hình thức thứ nhất là trực tiếp, hình thức thứ hai là gián tiếp. Hình thức trực tiếp, chúng ta tới cơ quan chức năng có thẩm quyền. Hình thức gián tiếp, chúng ta gửi đơn, thư tới cơ quan chức năng có thẩm quyền. Các em ghi bài vào vở. Hình thức thực hiện quyền khiếu nại tố cáo có hai hình thức, trực tiếp và gián tiếp.
cô giới thiệu với các em về Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Điều 30 Hiến pháp năm 2013 quy định: mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan. Và bây giờ các em làm bài tập cho cô. Bài tập 1, sách giáo khoa, trang 52. T là học sinh chậm tín, thường xuyên giao du với bọn xấu và bị chúng lôi kéo vào con đường hút chích. Có lần, chúng bắt T phải lấy trộm tiền của các bạn cùng lớp để nộp cho chúng. Là bạn học cùng lớp với T, em sẽ làm gì để giúp đỡ bạn? Các em làm bài tập cho cô đi. Các em hãy quan sát lên màn hình xem cái kết quả làm bài tập của các em có giống của cô không nhé. Thứ nhất là chúng ta khuyên T nên lánh xa bọn xấu đó. Thứ hai là tố cáo hành vi trên của bọn xấu đó với cơ quan công an để họ kịp thời ngăn chặn xử lý. Thứ ba là T nên tập trung vào việc học tập, rèn luyện, tu dưỡng để trở thành một con người có ích cho gia đình, xã hội. Theo em, khiếu nại và tố cáo có điểm gì giống và khác nhau? Chúng ta thấy quyền khiếu nại và tố cáo giống nhau. Thứ nhất, đều là những quyền chính trị cơ bản của công dân được quy định trong hiến pháp. Thứ hai, là công cụ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Thứ ba, là phương tiện để công dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Khác nhau. Quyền khiếu nại. Người khiếu nại là người trực tiếp bị hại nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân khi bị xâm phạm. Còn quyền tố cáo. Người tố cáo là mọi công dân đều có quyền tố cáo nhằm ngăn chặn mọi hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích nhà nước, tổ chức, cơ quan và công dân. Đó là điểm giống và khác nhau giữa hai quyền. Chúng ta sang phần 3, ý nghĩa của quyền khiếu nại và tố cáo. Các em ghi bài vào là quyền cơ bản của công dân được quy định trong hiến pháp và pháp luật, là phương tiện để giúp công dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của công dân. Khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, công dân và nhà nước cần phải làm gì? Thứ nhất, công dân thực hiện quyền khiếu nại và tố cáo phải trung thực, khách quan và thận trọng. Tất cả đều phải đúng quy định của pháp luật. Còn đối với nhà nước thì nhà nước nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại tố cáo, nghiêm cấm lợi dụng quyền khiếu nại, quyền tố cáo để vu khống, vu cáo người khác. Chúng ta sang phần 4, trách nhiệm của nhà nước và công dân. Trách nhiệm của nhà nước: nghiêm cấm trả thù người khiếu nại tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác. Trách nhiệm của công dân: trung thực, khách quan, thận trọng và đúng quy định. Các em ghi bài vào vở. Và bây giờ các em làm bài tập số 2 trong sách giáo khoa trang 52. Khi phát hiện thấy Chủ tịch Ủy ban Nhân dân ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Bình vượt quá thẩm quyền,
Ông Ân, hàng xóm nhà chị Bình, có quyền khiếu nại quyết định trên của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận không vì sao? Bài tập này các em làm ra giấy, sau đó các em chụp lại gửi cho cô qua Zalo hoặc làm ra giấy các em nộp lại cho lớp trưởng ở từng lớp. Sau đó cô sẽ nhận gặp lớp trưởng của từng lớp, cô thu bài, cô chấm, cô lấy điểm 15 phút. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là hết. Về nhà, các em học thuộc bài, làm bài tập còn lại trong sách giáo khoa và chuẩn bị trước cho cô bài 19, quyền tự do ngôn luận. Chào các em, hẹn gặp lại các em trong tiết học hôm sau.